Phật như vầng trăng mát soi sáng bầu thái không, cõi lòng ai thanh thản chẳng hiện bóng trong ngần. Phật như vầng trăng mát soi sáng bầu thái không, cõi lòng ai thanh thản. Thanh Nhã xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang đến với chương trình Như vầng trăng mát. Và kính thưa quý vị, một lần nữa chúng ta lại được gặp gỡ thầy Thích Lệ Minh để gửi đến cho chúng ta chủ đề ngày hôm nay là nụ cười giác ngộ. Nam Mô Di Đà Phật, con xin kính chào thầy ạ. Xin chào chị Thanh Nhã và toàn thể đại chúng. Dạ vâng, thưa thầy, Phật dạy nhan thí, nụ cười tặng bằng nét mặt vui tươi của mình, hân hoan niềm nở chân thành, miệng cười gieo mối cảm tình muôn nơi. Vậy thì ý nghĩa trong nụ cười của Đức Phật dạy là như thế nào ạ? Thưa với đại chúng, nụ cười là biểu hiện của sự hoan hỷ, vui vẻ, tán đồng quan điểm, ủng hộ cho sự thành công của một ai đó khi làm một vấn đề gì. Có thể nói trong tất cả những loài động vật thì con người là động vật bậc cao. Con người biểu thị một nụ cười xem như là nét đặc trưng của cái sự tiến hóa cao thượng. Nụ cười nó biểu thị cho tất cả những giá trị yêu thương, thành đạt. Trong lòng có vui thì mặt mới điểm được nụ cười. Chúng ta nhắc đến nụ cười của Đức Phật thì chúng ta thấy rằng nụ cười của đức từ bi hỷ xả, nụ cười của sự tha thứ bao dung, nụ cười của tình thương độ đời. Và chắc chắn rằng khi mà chúng ta mỉm cười với Phật, chúng ta tiếp nhận được những năng lượng bình an, và mình với Phật có sự truyền thông với nhau, và thông điệp giác ngộ từ Phật đã và đang lan tỏa vào trong con người của mình. Khi mọi người gặp nhau, chào nhau bằng một nụ cười là hiến tặng cho nhau sự bình an có mặt, và hơn ai hết cầu chúc những điều tốt lành đến với chúng ta, đến với cuộc đời này. Họ mong ước rằng hạnh phúc sẽ có mặt bây giờ và ở đây. Chúng ta thấy nụ cười của người mẹ khi sinh ra đứa con, bà mãn nguyện. Nụ cười của người con khi cầm trên tay một bảng điểm cao và nói với gia đình rằng con đã vượt qua một kỳ thi và lên một cái bậc học cao nữa. Nụ cười của những người nhận được tháng lương đầu tiên khi mới vừa chập chững bước vào sự nghiệp làm việc. Hay là giữa thầy với chị Thanh Nhã, suốt 14 chủ đề vừa qua, chúng ta hoàn tất và chúng ta nhìn nhau bằng một nụ cười hoan hỷ. Vì chiết ra chúng ta cũng đã hiến tặng cho các khán giả theo dõi chương trình Vầng Trăng Mát này có chất liệu an vui, nụ cười của sự giác ngộ. Thưa với đại chúng, khi mà chúng ta đi qua làng Mai đó, chúng ta có cơ hội tham dự các khóa tu, thì nhạc khúc Đây Là Tịnh Độ là một trong những linh hồn của năng lượng bình an. Đây là tịnh độ là đây, mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Phật là lá chín, Pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn, tiêu dao tháng ngày, thở vào hoa nở, thở ra trúc lay, tâm không ràng buộc, tiêu dao tháng ngày. Cái sự hạnh phúc bình an bằng mỉm cười chúng ta tặng nhau là một quà tặng ý nghĩa nhất. Thì theo thầy nghĩ, chúng ta hãy lan tỏa thông điệp nụ cười để làm dịu đi những niềm đau nỗi khổ trong thế gian này. Chúng ta thấy trong cuộc đời của Đức Phật, sự kiện mà hiện giờ những người con Phật khắp mọi nơi trên toàn thế giới, chúng ta đang hướng về đại lễ kỷ niệm Vê Sắc Liên Hiệp Quốc, tức là ngày lễ hội tôn giáo vì hòa bình cho toàn thế giới. Trong đó có sự kết hợp bởi ba sự kiện trọng đại cuộc đời của Đức Phật, đó là đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn. Chúng ta sẽ tìm hiểu về ba nụ cười của bậc giác ngộ ở những sự kiện trọng đại ấy. Đầu tiên là sự kiện đản sinh. Đức Phật sinh ra đời là 624 năm trước Tây lịch. Như vậy là năm nay
Chúng ta lấy 2023 mà chúng ta sẽ cộng thêm 624 năm thì sẽ ra năm sinh của Đức Phật. Tức là Đức Phật đã sinh ra đời cách đây 2647 năm. Và nơi Vườn Lâm Tỳ Ni năm ấy, một nụ cười an lạc, thảnh thơi, giác ngộ của một bậc vĩ nhân đã xuất hiện ra nơi đời. Vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Tay phải chỉ trời xanh, thượng cầu nhất thiết trí, đất hồng tay kia chỉ, hạ phát tâm đại bi. Nụ cười đản sinh của Đức Phật vẫn là dấu ấn vàng son muôn thuở cho tất cả những ai mới vừa tìm đến Đạo Phật, đọc lại lịch sử của Ngài, đều cảm thấy sự có mặt của Ngài rất vĩ đại và cao thượng. Nếu không có sự đản sinh của Đức Phật, thì chắc chắn rằng chúng ta không có một bậc giác ngộ như ngày hôm nay. Nụ cười thứ hai là nụ cười khi Đức Phật thành đạo. Đêm thứ 48 rạng ngày thứ 49 khi ánh sao mai vừa mọc, Đức Phật đã chiến thắng ma quân và lần lượt đã chứng được thiên nhãn minh, rồi thần túc minh và lậu tận minh. Để rồi Đức Phật đã nhẹ nhàng đi sâu vào các tầng thiền, và khi phiền não đã lắng động thì giác ngộ hiển bày. Lúc bấy giờ nụ cười của bậc giác ngộ đã tỏa sáng, phá tan màn đêm vô minh và đưa cho thế gian này một chân lý giác ngộ cao thượng. Nụ cười mà Đức Phật thành tựu giác ngộ sau hàng triệu năm, Ngài đã tu tập hành Bồ Tát Đạo, chứng thành quả Phật như ngày hôm nay. Và chúng ta cũng không quên nụ cười khi Đức Phật viên mãn nhập Đại Bát Niết Bàn. Sanh thân đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì cần làm đã làm xong. Gần 50 năm truyền bá chánh pháp. Để rồi dưới cội cây Ta La Sông Thọ, Đức Thế Tôn đã mỉm cười an nhiên vào Đại Bát Niết Bàn. Thưa với quý vị, đản sinh tại nước Ca Tỳ La, thành đạo tại nước Ma Kiệt Đà, thuyết pháp tại thành Ba La Nại, nhập diệt tại thành Câu Thi Na. Chúng ta vẫn còn đó thấy được nụ cười của Đức Phật ở những tiến trình hoằng pháp độ sinh. Để rồi trong mùa Phật đản tâm linh này, chúng ta hãy hướng về bậc giác ngộ tối tôn tối thắng và tập nở nụ cười giác ngộ từ bi giống như Đức Thế Tôn. Trong Kinh Pháp Cú số 153 và 154, đây là những ngôn thuyết đầu tiên của Đức Phật khi Ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề. Bằng nụ cười từ ái, Ngài đã nói lên những cái chất liệu mầu nhiệm ngôn thuyết đầu tiên. Lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp. Người xây dựng nhà này, khổ thai phải tái sinh. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Đây là nụ cười của Đức Phật với ngôn thuyết mà Đức Phật đã thắng một vạn quân không bằng chiến thắng bản thân mình, và tự chiến thắng dập phiền não của bản thân mình chính là chiến công oanh liệt nhất. Mong rằng chúng ta đang ngồi tại đây, mọi người cũng thiết lập cho mình một nụ cười an nhiên, giác ngộ, tu tập. Mỗi khi chúng ta thành tựu được những cái giá trị hiểu biết, yêu thương, phụng sự độ đời, thì chắc chắn đó là nụ cười mang tên hạnh phúc và nụ cười mãn nguyện. Thêm một sự kiện nữa, chúng ta có cơ hội đi đến các thiền viện của Thiền sư Thích Thanh Từ. Hầu như các thiền viện đó đều tôn thờ Đức Thế Tôn, biểu tướng tay cầm một cành hoa sen. Thuở xưa hội cả kỳ viên, Phật cầm một đó hoa sen hiển bày. Ca diếp trí tuệ cao thai, liễu ngộ tự tánh sớm mai mỉm cười. Trần trần sát sát Như Lai, tâm con Phật ngự liên đại thảnh thơi. Sự kiện niêm hoa vi tiếu, tức là cầm đó hoa lên, và trong pháp hội bấy giờ không ai hiểu ý nghĩa đó, duy nhất chỉ có tôn giả Mahakasapa, tức là tôn giả Đại Ca Diếp, nhìn thấy biểu tướng cầm hoa của Đức Phật thì bấy giờ tôn giả mỉm cười. Cái sự giác ngộ truyền thông trong khoảnh khắc thiêng liêng mầu nhiệm ấy lắng động tâm thức,
không hề có sự nghi ngờ, chất vấn. Lúc bấy giờ tâm Phật và tâm của Đại Ca Diếp đã dung thông với nhau. Đức Thế Tôn mới nói, này ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, xin trao cho thầy Maha Kassapa, tôn giả Đại Ca Diếp. Thì bấy giờ tôn giả đã lĩnh ngộ ý nghĩ thiền cơ của Đức Phật. Rồi Đức Phật đã mời tôn giả lên phía trên, chia nửa toàn ngồi và nói với toàn thể đại chúng rằng đây là pháp lữ đồng tu với ta trong những đời quá khứ. Nếu như sinh ra đời không có Phật thì thầy Đại Ca Diếp có thể tự tu và đắc thành quả Bích Chi Phật. Thì do đó quý vị thấy một cái hình ảnh niêm hoa vi tiếu mà nụ cười thiền thầy Ca Diếp đã đạt được khi trực ngộ với Đức Thế Tôn. Mặc dù chúng ta chưa đạt được nụ cười như thầy Đại Ca Diếp, thôi thì chúng ta tập nụ cười buông xả tùy duyên. Mỗi ngày chúng ta thực tập thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Chúng ta học theo Đức Bồ Tát Quan Âm để mỗi ngày khi chúng ta đối mặt với cuộc sống có phiền não, có khổ đau, chúng ta nguyện đem nụ cười tỉnh thức, nụ cười an yên, nụ cười từ bi, nụ cười hạnh phúc để hiến tặng cho đời. Thì ngày đó chúng ta đã sống trong cái sự tiếp sống mầu nhiệm của tỉnh thức để ban vui cứu đời. Nam Mô Di Đà Phật, con xin cảm ơn rất nhiều sự chia sẻ của Thầy. Dạ vâng, thưa Thầy, nụ cười là liều thuốc bổ vô giá, chắc là ai cũng hay thường nói câu này. Tôi đã mỉm cười ngày hôm qua, tôi đang mỉm cười ngày hôm nay, và khi ngày mai đến tôi cũng sẽ mỉm cười. Vì đơn giản, cuộc sống quá ngắn để chúng ta khóc về tất cả mọi thứ. Đôi khi bạn phải luôn mỉm cười và cho mọi thứ thấy rằng, cho mọi người thấy rằng bạn trở thành một người mạnh mẽ hơn bạn của ngày hôm qua. Hãy nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, gạt đi nước mắt và tiếp tục bước đi. Cứ là it's okay, chuyện gì mình cũng sẽ vượt qua được. Thầy có suy nghĩ gì về cái nhận định con vừa chia sẻ không ạ, thưa Thầy? Thưa với đại chúng, cái người nào mạnh mẽ là người đó có nụ cười. Còn người nào mà yếu đuối, người đó sầu đau, thì thường là nụ cười nó đi vắng rồi. Thầy nhớ, ngày xưa, cha của thầy ở dưới quê Mỹ Tho đó, trước cổng nhà cha hay trồng hoa. Và cứ mỗi lần mà đi làm về đó, cha chưa có kịp vô nhà liền đâu. Cha về tới nhà, cha nhìn những bông hoa. Khoảng chừng 5 phút vậy đó, cha mỉm cười rồi bắt đầu cha mới từ từ đi vô nhà. Rồi trước khi đi làm cũng vậy, cha là người làm việc rất đúng giờ, không bao giờ bị trễ hẹn hết á. Cha dành khoảng thời gian rất là thảnh thơi, làm cũng như là chơi. Và trước khi đi đến sở làm, thì vừa bước ra khỏi nhà thì cha lại nhìn những bông hoa và mỉm cười như vậy. Thầy đã để ý nhiều lần, rồi thầy mới hỏi, thưa cha, tại sao người lại làm hành động đó? Con thấy trước và sau, khi đi vô nhà và đi làm, cha đều dành khoảng 5 phút để nhìn hoa và mỉm cười. Thì cha thầy mới trả lời rằng, này con, khi cha rời khỏi nhà, cha biết rằng cha chuẩn bị đến sở làm. Mình là người lãnh đạo, mình phải lượng cả bao dung, mình phải từ bi yêu thương, thì mọi người sẽ gần mình để cộng sự với mình. Cha thực tập nhìn hoa, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Thầy mỉm cười với hoa để thầy, để cha thầy tưới tẩm những cái năng lượng thiện lành đó, để khi mà đi vào công ty sở làm, cha phải đẹp như một bông hoa. Và có như vậy thì mọi người mới gần gũi, mới tiếp chuyện và mới cộng sự với cha được. Công việc đã thành công. Và khi đi làm về mệt mỏi trước khi đi vào nhà, đối với cha thì gia đình là tổ ấm, gia đình là tình thương. Cha không thể nào đem một cái gương mặt xấu xí, mệt mỏi về nhà để gặp vợ, gặp con được. Do đó là cha nhìn những bông hoa để cha lấy lại những năng lượng tích cực. Cha mỉm cười, có được một cái sinh khí vững vàng, an vui. Rồi cha vô nhà, cha gặp tất cả những người thân của mình. Vì cha biết rằng cha là trụ cột trong gia đình. Và chất liệu của nụ cười là hạnh phúc, là bình an, là tình thương cần có để hiến tặng cho mọi người sau một ngày mỏi mệt. Và thưa với lại chị Thanh Nhã, từ đó về sau thầy nhìn vườn hoa của cha thầy vui, vì thầy biết rằng đó là trung tâm của năng lượng tình thương và hạnh phúc. Và sự biểu thị của nụ cười như vậy, nó thể hiện cái tâm thái cuộc sống của chính mình.
Và thưa với quý vị, thầy có đọc một câu chuyện nụ cười sẽ giải cứu cho chúng ta trong những hoàn cảnh nguy nan. Tác giả chính là Saint-Exupéry, người từng là phi công tham gia chống phát xít trong đệ nhị thế chiến. Chính từ những năm tháng này, khi mà rời khỏi cái tù ngục khổ đau, thì ông đã viết ra một tác phẩm với tên gọi là Smile, tức là nụ cười. Trong truyện thì tác giả Saint-Exupéry là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt. Ông biết sống nay chết mai, có thể bị xử bắn bởi những người khác. Cuộc sống rất là mong manh. Ông viết như vậy: "Tôi đã lâm vào tình trạng quẫn trí, bàn tay tôi giật giật, cố gắng rút trong túi áo ra một điếu thuốc để hút bởi vì thời tiết rất là lạnh và khắc nghiệt. Nhưng lại tôi không có diêm. Qua hàng chấn sông nhà giam, tôi trông thấy một người cai ngục. Tôi gọi: "Xin lỗi, anh có lửa hay không?" Thì anh cai ngục này nhún vai rồi tiến lại đến gần. Khi rút que diêm, và tình cờ ánh mắt của anh ta đã nhìn thẳng vào mắt của tôi. Tôi mỉm cười, chẳng hiểu tại sao tôi phải làm thế, mà tự dưng trong cái khoảnh khắc run cầm cập đấy, tôi lại mỉm cười với anh tử tù một cách hạnh phúc bình an. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó thì người ta sẽ dễ dàng nở một nụ cười. Và có lẽ trong trái tim tôi dường như có một cái nhịp đập vô hình thiện cảm với anh ta. Lúc này dường như có một đốm lửa bùng cháy qua kẽ hở giữa hai tâm hồn của tôi và người cai ngục ấy, giữa hai trái tim của con người. Tôi biết anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười, nên anh ta đã phải mỉm cười đáp trả lại. Anh ta bật que diêm đến gần tôi hơn, và nhìn thẳng vào mắt tôi, miệng vẫn giữ nụ cười. Giờ đây, trước mặt tôi không phải là một viên cai ngục nữa, không phải là một cái người phát xít nữa, mà đó là một con người. Anh ta lại hỏi tôi: "Thế anh có gia đình vợ con gì chứ?" Tôi đáp: "Có." Và bây giờ tôi đã lôi trong ví của tôi ra những tấm hình nhỏ của gia đình vợ con. Anh ta cũng vội rút trong áo của mình ra những hình ảnh của đứa con và bắt đầu kể lể những kỳ vọng của anh ta đối với chúng. Đôi mắt tôi đẫm lệ. Tôi biết rằng mình sắp chết và sẽ chẳng bao giờ gặp lại được người thân. Và anh ta đã khóc. Đột nhiên, không nói một lời, anh ta mở khóa và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh ta lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị trấn chiếm đóng, thả cho tôi tự do, cho tôi trở về với cuộc sống hạnh phúc gia đình. Thế đó, cuộc sống của tôi đã được giải cứu, đã được thoát khỏi chỉ nhờ một nụ cười. Đây là một cái hồi ức ghi lại để chúng ta thấy được rằng đừng tưởng rằng nụ cười là bình thường. Trong một khoảnh khắc thiêng liêng nào đó thì nụ cười là một tặng phẩm quý giá nhất để cứu rỗi linh hồn, để cứu cho chúng ta thoát khỏi cảnh khổ đau. Thế thì tại sao chúng ta không thực tập nụ cười hàng ngày? Chúng ta nhớ lại đi ngày xưa đó, khi chúng ta còn nhỏ, thì khoa học đã chứng minh rằng con nít trong độ tuổi từ lúc sinh ra đời cho đến khoảng 5 tuổi, thì trung bình mỗi một ngày đứa trẻ cười khoảng chừng 4 đến 50 lần. Thế thì một câu hỏi được đặt ra, tại sao con người ta càng lớn lên lại ít nụ cười đi? Có lẽ là do vì lòng tham, sự vị kỷ, tánh tranh đấu, hơn thua, tật đố, do đó nụ cười đã vắng mặt trên môi. Thế thì bây giờ chúng ta phải thực tập để mỗi ngày chúng ta có được niềm vui, là chúng ta cần phải cười nhiều hơn. Mỉm cười là thể hiện sự tán đồng quan điểm, vui với sự thịnh vượng của người khác và tán dương chúc phúc thiện lành cho họ, thì chúng ta cũng có được những năng lượng tích cực để xây dựng một nếp sống hạnh phúc cho chính mình. Và thưa với quý vị, chúng ta học bài học hôm nay có tên gọi là nụ cười giác ngộ. Thì một lần nữa chúng ta xem thử những nụ cười của Đức Phật trong đời sống hàng ngày như thế nào. Thì trong truyện cổ Phật giáo có kể đến một hôm khi Đức Phật ở thành Vương Xá, Tinh Xá Trúc Lâm. Bấy giờ có một vị đại trưởng giả nuôi một cô hầu gái bẩm tánh rất là hiền lành. Cô này kính tình nơi Tam Bảo. Ngày kia,
Cô đang dùng bột chiên đàn thoa phết các nơi trong nhà và có việc phải đi ra ngoài. Tình cờ thì cô thấy Đức Phật và chư tỳ kheo lúc ấy đang đi khất thực. Cô thấy được Phật thì cô sinh lòng hoan hỷ, vui mừng khôn xiết, liền quay trở vào nhà lấy một ít bột chiên đàn đến trước Đức Phật lễ bái, dùng bột chiên đàn ấy mà phết lên chân của Đức Phật để cúng dường. Khi ấy, Đức Phật dùng thần lực làm cho mùi hương chiên đàn quyện lên thành những đám mây hương bay khắp các nơi trong thành Vương Xá, và trong không khí đã thoang thoảng hương chiên đàn. Cô gái nhìn thấy sự thần biến này, lòng sinh ra tin tưởng vững chắc, kính ngưỡng Đức Phật, liền gieo mình xuống lại Phật Chí Thành và dâng lời phát nguyện: kính bạch Đức Thế Tôn, con nay nhờ công đức cúng dường hương chiên đàn này, nguyện trong đời vị lai tu học thành bậc chánh giác, phổ độ chúng sinh giống như Đức Phật hôm nay không khác. Khi người hầu gái phát nguyện như vậy rồi thì Đức Thế Tôn mỉm cười. Từ nơi trán giữa hai chặng lông mày đã phóng ra một đạo hào quang năm sắc chiếu khắp thế giới, hóa hiện bay quanh Đức Phật ba dòng ánh sáng ấy, rồi theo chỗ ở trên trán Đức Phật mà bay ngược trở lại. Khi ấy thầy A Nan mới hỏi Đức Thế Tôn: bạch Đức Phật, Như Lai là đấng tôn quý, không bao giờ vô cớ mà Như Lai lại mỉm cười. Nay vì nhân duyên gì mà Đức Thế Tôn lại mỉm cười? Xin Đức Thế Tôn cho con được rõ. Đức Phật mới bảo với A Nan rằng: ngươi có nhìn thấy người hầu gái đây đã lấy bột hương chiên đàn cúng dường ta? Bạch Đức Thế Tôn, con có thấy. Phật bảo với A Nan: người hầu gái này nhờ công đức cúng dường cái hương chiên đàn phát nguyện tu học giác ngộ thành Phật, trải qua 90 kiếp nữa. Mỗi khi sinh ra thì thân thể đều thơm tho tinh khiết, không đọa vào ba đường dữ của địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, sinh về cõi trời để hưởng phước, và cho đến thọ sinh lần cuối cùng tu tập giác ngộ thành Phật Bích Chi, hiệu là chiên đàn hương. Vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười. Đức Phật mỉm cười với những ai phát nguyện chí thành tu học giải thoát. Vậy thì mỗi một ngày chúng ta đều lễ Phật, chúng ta đều tụng kinh, chúng ta đều dâng lời thỉnh nguyện. Thí dụ, xin cho khói trầm thơm kết thành mây năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng, nơi thế giới dung thông kết đài sen rực rỡ, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sinh từ bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức. Chắc chắn rằng khi mình dâng lời nguyện như vậy, Đức Phật có mỉm cười với mình không? Chắc chắn là Đức Phật sẽ mỉm cười. Vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không, hướng về tán dương công đức, tinh chuyên đạo nghiệp vung trồng. Nam Mô Di Đà Phật, con xin cảm ơn Thầy gửi đến hai câu chuyện vừa xúc động và vừa rất là hay, để chúng ta riêng bản thân con phải học hỏi lúc nào mình cũng mỉm cười và cố gắng nhiều hơn nữa vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống này. Vâng, thưa Thầy, trong Đạo Phật thường có nhắc đến hai chữ tùy duyên, tức là mình chấp nhận những gì xảy ra trong hiện tại và mình luôn bình thản chờ đợi nhân duyên thích hợp hội tụ. Rồi có một chiều khi nắng phai, vui buồn thương ghét những bi ai, ta cười thả gió nghìn tâm sự, luẩn quẩn niềm riêng chỉ mệt nhoài. Ta đã cưu mang một kiếp người, một đời gom nhặt chẳng hề ngơi, chót quên chớp mắt trần gian mộng, mà sống mê man cuộc khóc cười. Dạ thưa Thầy, hoan hỷ cho chúng con có được nụ cười tùy hỷ trong cách sống muôn sự tùy duyên được không ạ? Cảm ơn chị Thanh Nhã đưa ra một vấn đề rất là hay. Cụm từ nụ cười tùy hỷ trong muôn sự tùy duyên. Thầy nghĩ rằng đây là một câu mà chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì mấy ai mỉm cười được trong mọi hoàn cảnh? Thường thì chúng ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Chúng ta bị lo toan, bị những cái sự suy nghĩ chật vật, rồi tính trước lường sau, nó làm cho mình mất đi nụ cười rồi. Do đó, sự thiết lập nụ cười tùy hỷ trong muôn sự tùy duyên
sẽ là một nếp sống đương đại cho những ai muốn giác ngộ tỉnh thức có mặt với mình. Chuyện kể rằng ngày tam phục tức là cái ngày nóng nhất ở trong lầm, cả vườn cỏ của thiền viện đã trở thành một thảm cỏ khô vàng. Lúc bấy giờ chú Tiểu mới nói: phát dọn cho sạch sẽ đám cỏ này đi, thế này thì thật là khó quá. Sư phụ mỉm cười mới nói: thế thì nếu mà trời nóng vậy con làm để làm cái gì? Chờ trời mát hãy làm. Mình làm việc đó cũng phải tùy thời. Chúng ta nhớ chữ thứ nhất là tùy thời. Sau đó tới mùa trung thu, sư phụ lại mua về một bao hạt cỏ giống, gọi chú Tiểu đem bao hạt giống này đi gieo. Và gió mùa thu trỗi lên, thì quý vị biết là những cái hạt giống mà chú vừa gieo xuống, thì hạt nào chắc á, thì nó rớt xuống đất. Còn hạt nào không chắc, tức là hạt lép á, thì sao ạ? Nó theo gió mà cuốn đi. Nhưng chú Tiểu rất là bối rối: không xong rồi sư phụ ơi, các hạt giống nó bị gió thổi bay đi cả rồi. Chú Tiểu kêu la inh ỏi. Thì bây giờ sư phụ mỉm cười mới nói: không sao đâu con, hạt giống của chúng ta còn rất là nhiều. Gió cuốn đi tức là gió cuốn những hạt lép, nó đâu có nảy mầm. Còn những hạt chắc thì nó đã rơi xuống đất. Con yên tâm, mình có cả một bao hạt giống lận. Tùy tính, tức là tùy tính chất của những hạt giống. Sau khi cơn gió đã lấy đi những hạt giống, tiếp theo lại có mấy chú chim lại xà xuống để mổ ăn. Chết rồi sư phụ ơi, hạt cỏ giống lại bị chim ăn hết rồi. Chú Tiểu vừa nhảy vừa la. Sư phụ lại nói: con yên tâm đi, có vài ba con chim đó thì làm sao ăn hết được mấy chục bao hạt giống của thầy. Chúng không ăn hết đâu. Lúc bây giờ sư phụ mới nói: tùy ngộ. Nửa đêm, thời tiết thay đổi, một trận mưa gió dữ dội. Vừa tờ mờ sáng thì chú Tiểu lại vội vã đi vào phòng thầy mình: sư phụ ơi, lần này là con báo với thầy là thật sự không xong rồi đó. Bởi vì những hạt giống mà mình gieo ngày hôm qua đó, thì tối ngày hôm qua cơn mưa nó trôi cuốn hết đi rồi. Sư phụ mỉm cười mới nói: con, có gì đâu mà phải lo lắng. Nó trôi đến đâu thì nó mọc đến đó. Có gì đâu mà con phải bận tâm. Muôn sự tùy duyên. Sư phụ dưới bất kỳ góc độ nào thằng Tiểu nó la cách mấy thì sư phụ đều mỉm cười trả lời cho đứa đệ tử được an tâm. Và chuyện gì xảy ra hơn nửa tháng sau? Một vùng đất trơ trụi từ trước tới giờ thì bây giờ lại mọc lên những mầm cỏ non xanh tươi. Một số ngóc ngách không hề gieo trồng, nhưng nhờ những dòng nước cuốn trôi, nó len lỏi vào đó và những mầm xanh đã mọc lên xanh rờn. Chú Tiểu bây giờ vỗ tay vô cùng vui sướng: đẹp quá sư phụ ơi. Thì lúc bây giờ sư phụ mỉm cười, gật đầu, tùy hỷ. Mẫu chuyện vừa được nêu để cho quý vị thấy, khi mà chúng ta ứng đối với bất kỳ những sự thay đổi thăng trầm trong cuộc đời này, muôn sự tùy duyên, thì xin quý vị hãy giữ trên cửa miệng, đôi môi của mình một nụ cười tùy hỷ. Việc gì đó cũng qua thôi, không cần phải hấp tấp, không cần phải lo lắng. Cái quan trọng là chúng ta giữ cho mình một tâm thái an nhiên. Đời quá ngắn, thương nhau còn chưa đủ mà. Cuộc đời này, Đức Phật nói tam giới bất an do như quả trạch, ba cõi không yên ví như nhà lửa. Ta bà này là khổ rồi, chúng ta đừng cường điệu quá thêm những nỗi khổ niềm đau. Chúng ta hãy nạp vào đó năng lượng của bình an bởi nụ cười giác ngộ. Thầy có một bài thơ rất là hay. Bài thơ này thầy làm cách đây cũng 10 năm rồi. Thầy xin được hiến tặng với đại chúng trong mùa lễ Phật sinh năm nay, khi chúng ta đề cập đến nụ cười giác ngộ, để một phần nào đó chúng ta thiết lập nụ cười của mình đến với Đức Thế Tôn. Khi lại Phật, con nhìn thấy Phật cười. Nụ cười Phật chứa tình thương bất tử. Nụ cười Phật ôm đất trời rộng lớn, niệm an lành bủa rộng khắp muôn nơi. Nụ cười Phật trang nghiêm như người cha.
nhưng nâng niu, thiết tha như người mẹ. Nụ cười Phật ru dắt con khe khẽ, đưa cho con từng hơi ấm vào ra. Nụ cười Phật êm đềm và buông xả, như nhắc con giữa trần thế chông gai. Đừng hơn thua, tranh tìm lỗi đúng sai, mà xin hãy thương yêu và cảm hóa. Giữa cuộc đời, nụ cười Ngài hiển lộ, tâm an vui khi con tặng mọi người. Bàn tay đẹp, con thực hành thiện sự. Phật mỉm cười, hoan hỷ, bảo con ngoan. Thế thì ngày hôm nay, với một cái chủ đề nụ cười giác ngộ như là một tặng phẩm, chúng ta kính mừng Phật đản và chúc cho quý vị lúc nào cũng có được một nụ cười từ bi hỷ xả như Đức Phật. Thí dụ như Đức Phật Di Lặc chẳng hạn, bụng lớn năng dung, năng tất cả những điều khó dung trong thiên hạ, miệng cười hỷ xả, xả những điều khó xả nhất thế gian. Một chút giận, hai chút thương, lận đận cả đời chi cho khổ, trăm điều hỷ, ngàn điều xả, thông dong tất dạ, vậy mà vui. Mong rằng đại chúng luôn mỉm cười an yên hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh thăng trầm của cuộc đời, và nhớ nụ cười giác ngộ để chúng ta quay về bến giác, có được hạnh phúc bây giờ và ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chân thành cảm ơn và biết ơn Thầy rất là nhiều, bởi vì qua bài học ngày hôm nay thì nãy giờ con cũng đã tự động mỉm cười. Và con sẽ luôn nhớ với bản thân mình là mỗi một buổi sáng trước khi bước ra khỏi nhà đến chỗ làm, hoặc là buổi tối khi trở về nhà, mình vẫn luôn giữ cái tâm thái mà nụ cười an nhiên, nụ cười giác ngộ như vậy, để mình luôn vững chãi trong cuộc sống này. Và Thanh Nhã cũng hy vọng rằng với chủ đề nụ cười giác ngộ mà Thầy Thích Lệ Minh gửi đến cho quý vị sẽ giúp cho quý vị lúc nào cũng luôn có nụ cười an nhiên, bình an, vui vẻ, hạnh phúc hơn trong cuộc sống cùng với gia đình. Bây giờ thì Mô Phật con xin cảm ơn rất nhiều Thầy đã đến với chương trình, và xin mến chào tạm biệt Thầy, cũng như là xin chào tạm biệt quý vị khán thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Phật như vầng trăng mát soi sáng bầu thái không, cõi lòng ai thanh thản chẳng hiện bóng trong ngần. Phật như vầng trăng mát.